chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn về hạnh phúc tùy cái nhìn. Rất hân hạnh chúng ta được trò chuyện với tác giả cuốn sách Hạnh phúc tùy cái nhìn, thầy Viên Ngộ. Xin thầy giới thiệu qua về mình một chút. Hôm nay Viên Ngộ có cơ duyên được mời đến đây để chia sẻ cái đề tài hạnh phúc tùy cái nhìn. Đây là một tác phẩm mà Viên Ngộ đã viết. Và hôm nay thì anh Việt ta mời đến đây để mà mình trao đổi với cái nội dung của cuốn sách này. Bạn giới thiệu với mình ạ. Tôi là Hiền Lương, hiện tại đang làm tại trung tâm luyện chữ đèn Mây Đông. Rất vui vẻ chào đón Hiền Lương và thầy Viên Ngộ đến với chương trình. Câu hỏi đầu tiên với thầy ạ. Từ ý tưởng gì mà thầy lại gọi tên sách là Hạnh phúc tùy cách nhìn? Thực ra trong cuộc sống này thì bất cứ ai cũng gặp phải những cái nỗi khổ niềm đau, dù ít hay nhiều. Nếu như mình có cái nhìn sâu sắc thì những cái khổ đau đó nó có thể biến thành hạnh phúc, an vui. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc hay khổ đau là tùy thuộc vào thái độ nhìn nhận của một con người. Vì vậy cho nên hạnh phúc hay khổ đau là tùy thuộc vào con người. Thì với cái nội dung đó, Viên Ngộ muốn viết tất cả những cái bài trong này đều nhắm đến, xoay quanh đến cái vấn đề làm sao để cho có hạnh phúc và thay đổi cách nhìn của mỗi con người để sống tốt hơn. Chị Lương ạ, chị nghĩ gì về cuốn sách này? Tại sao lại chị lại thích đọc cuốn sách này? Có cơ duyên được gặp thầy, đã biết thầy từ trước đây cách một năm, thì thầy đã tặng tôi quyển sách Hạnh phúc tùy cách nhìn ạ. Cũng chưa có thời gian để đọc nhiều, nhưng mà cũng ngay từ cái tên của cuốn sách là Hạnh phúc tùy cách nhìn, tôi cảm thấy là mình đã có được một cái cơ duyên rất là tốt để tiếp xúc với Phật pháp. Những cái quyển sách mà tôi đã từng đọc thì nó có vẻ là có rất nhiều các cái từ ngữ cổ xưa, nó khó tiếp nhận. Nhưng mà với cái quyển sách Hạnh phúc tùy cách nhìn như thế này, có một cái nhìn khác đi thì mình đọc nó dễ hiểu hơn. Họ chỉ thêm một câu nữa, chị cảm thấy so với cách nhìn của nhà Phật trọn vẹn hơn, của nhà Phật hơn, thì chị thấy cuộc đời thế nào, thấy cuộc sống thế nào, hạnh phúc hơn hay có cái gì mới trong cách nhìn mình? Sau khi quy y thì tôi đã thay đổi rất là nhiều. Tôi trước khi quy y thì mọi điều như là tham sân si thì mình cảm thấy rất là nặng nề, và mình luôn nghĩ cái điều tiêu cực. Nhưng mà sau khi quy y thì đã nhìn mọi vấn đề nó thoáng hơn và nó dễ dàng để mình vượt qua những cái điều mà mình gặp phải. Hiền Lương, chị có nói đến là tham sân si, và trong nhà Phật thì từ bi hỷ xả, thì làm thế nào để có một sự giữa là cái đời thường, những con người mà chưa quy y được như chị Hải Lý hoặc là chưa được toàn tâm như thầy, những người bình thường, những người khác thì làm thế nào, cách nhìn thế nào để giữa tham sân si của đời thường và từ bi hỷ xả của nhà Phật thì làm thế nào để sống nó bình an hơn? Có hai cái chứng bệnh mà nó nổi cộm nhất, đó là áp lực bởi công việc học hành và dẫn đến stress trầm cảm. Và cái chứng bệnh thứ hai là cái chuyện tuổi trẻ, nó cái vấn đề ly thân ly hôn, sống thử ăn cơm trước kẽn, nó dẫn đến cái khổ đau, stress nặng nề. Thì trong đạo Phật có khả năng để giúp cho người ta chuyển hóa được hai cái chứng bệnh đó để sống cho có an vui, hạnh phúc. Và thì có rất là nhiều cái phương pháp, có nhiều pháp môn để giúp cho người ta có thể chuyển hóa những bế tắc đó. Một người học đạo, một người hành đạo phải dùng một ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu để cho tất cả mọi tầng lớp để có thể học hỏi, tiếp nhận được ngôn ngữ đó để mà hành trì. Mình không thể nào, nếu mà nói ngôn ngữ thuật ngữ như là tham sân si, từ bi hệ xả có những cái khó hiểu, cho nên phải dùng một ngôn ngữ, cái người học đạo phải dùng gọi là dị văn tại đạo, để lấy những cái văn chương để truyền tải cái đạo lý để giúp cho người dễ dàng hiểu. Thay vì cái ngôn ngữ của nó là chánh niệm tỉnh giác, thì Viên Ngộ mới khai thác cái lời mẹ dạy, đó là mẹ dạy thường dạy cho con của mình là: con ơi, khi làm cái gì thì có ý, có tứ nghe không con? Thì có ý tức là mình để tâm ý vào cái việc mình đang làm. Có tứ là mình quan sát cái việc đang làm một cách rõ ràng. Được biết là con người khổ vì
ngã, mà đã ngã thì nói tiếng phổ thông là hay bị sa ngã. Thì giữa ngã và vô ngã, tại sao là mình lại vô ngã thì lại hạnh phúc mà ngã thì đau khổ? Thầy giải thích thêm cho. Là tại vì nếu một con người sống có ngã là tại vì mình chưa có hiểu được cái duyên sinh. Duyên sinh tức là có nhiều yếu tố tạo nên và nó sinh ra, hoặc là duyên khởi tức là nhiều yếu tố tạo nên và khởi ra. Thì trong một cuộc sống, trong cuộc đời này, mọi cái đều có sự liên hệ tương quan với nhau. Không có một cái gì mà sinh ra. Thí dụ như trong một công ty, nếu mà ông giám đốc nói là cái thành đạt này là do tôi thì cũng được, bởi vì nếu có công nhân, không có kế toán, có những người làm văn phòng, có những người làm công tác tạp vụ vệ sinh thì cái công ty đó thể nào mà thành công được. Vì vậy cho nên không có một cái ta trong đó. Vậy thì nếu như mình ứng dụng cái vô ngã trong đời sống thường ngày đó thì không có ai khổ, chỉ có hạnh phúc mà thôi, không có khổ đau. Nhưng mà tại vì con người là theo thói quen chấp ngã, là cho rằng là cái này của mình tạo ra, cho nên khi có cái thành công thì mình hạnh diện, mình bắn ngã mình lên cao, so sánh đánh tị, mình cho rằng là của mình. Mà khi mà mình thành công như vậy ấy, cho rằng của mình thì người khác họ rằng rằng là trong cái việc đó có họ đóng góp vô, mà trong khi mình nói là cái này của mình tạo ra do mình, mà không có họ thì họ sẽ buồn, họ sẽ ganh tị. Và nếu như mà mình hiểu được như vậy thì khi thất bại thì mình khổ đau, đó là vô ngã. Còn có ngã là có khổ, mà vô ngã lắm có ai khổ hết, bởi vì có riêng đâu mà khổ. Rồi hỏi Hiền Lương một câu thôi. Chị quy rồi thì cái tôi chị có giảm đi nhiều không? Tôi là nói rất thường là đã ngã thì dễ sa ngã. Đấy, chứ còn không có ngã thì chị cảm thấy cuộc sống nhẹ hơn không? Cái tôi bớt đi không? Trong cuộc sống với bạn bè, với bố mẹ, gia đình, chị cảm thấy cái tôi của chị so với trước, so với giờ thế nào? Sau một năm quy. Sau một năm quy y thì tôi cảm thấy là cái tôi của tôi nó cũng đã giảm bớt đi, trong các cái mối quan hệ giữa bạn bè hoặc là bố mẹ hoặc là những người bạn thì mình không đề cao mình quá, và mình đã giảm được cái tôi đi để cho các cái ứng xử trong cuộc sống của mình nó cảm thấy nó dễ dàng hơn và nó không bị nặng nề quá. Bây giờ người thương mình mất mà mình không đau khổ. Có nhiều người là gì ạ, phải gào phải khóc, có nhiều khi càng khóc nhiều thì tỏ mình yêu thương. Còn bây giờ mình lại mà bình an vô thường thì có vô tâm không ạ? Không phải là vô tâm hoặc mặc kệ. Tại vì ấy, người ta tiếc nuối, người ta đau khổ, người ta gào thét là tại vì trong hiện tại họ chưa sống hết lòng với nhau. Họ hứa hẹn rằng là một ngày nào đó tôi xây được căn nhà cho bố mẹ ở, mua một chiếc ô tô cho bố đi chở đi du lịch đây đó, mình hứa, và trong hiện tại mình chưa có làm được cái đó. Cho nên khi mà mình chưa kịp trở tay thì người thân mình ra đi, lúc đó người ta tiếc nuối, gào thét, vọng nhiều quá. Còn nếu mà họ đã sống hết lòng với nhau, vì họ và họ hiểu được là mọi thứ đều có thể thay đổi, đều vô thường, vô thường rồi đó, thì khi mất rồi đó, họ không có gì phải đau khổ cả. Cho nên phải là cái thái độ là mặc kệ hay là vô tâm, mà một người tịnh tâm là người làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Rồi. Trong Tam Bảo có Phật, Pháp, Tăng. Cái chương trình này là chương trình con người xã hội. Thì ở ngoài đời là gì ạ? Con người sinh ra là nhờ sự tương tác trong hạnh phúc của bố mẹ, và sống cũng phải tương tác, nhưng tức là để tương sinh. Thì về tăng đoàn, về sinh hoạt trong nhà chùa hay là trong Phật Pháp thế nào, là bảo đảm sự đoàn kết, có kỷ luật nghiêm minh hay có cái gì đấy, phải trao đổi hàng ngày, phê bình kỷ luật, nhận khuyết điểm, đúng không ạ? Một con người mà đang tu đó thì là chưa hoàn hảo. Mà chưa hoàn hảo thì còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì thế nào cũng có những cái hiểu lầm, nghi kỵ hoặc là buồn phiền với nhau. Cho nên phải cần có là nửa tháng các vị đó ngồi lại một lần để trao đổi, để chia sẻ, để mà lấy ra những cái tri giác sai lầm với nhau. Cũng như những người mà có chiều sâu, có thực tập giỏi thì có thể là chia sẻ cho những người yếu kém hơn mình để người ta hiểu, một là sửa đổi, hai là học hỏi được những cái hay, cái đẹp. Vì vậy cho nên ở trong tăng đoàn là nửa tháng phải ngồi lại một lần và sống nguyên tắc là lục hoa, thân hoa, ý hoa, miệng hoa, rồi vật dụng phải chia đều. Vấn đề chính là nửa tháng phải ngồi lại để mà nói ra cái vấn đề đó, ai có ý kiến gì, ai có yếu kém gì trong nửa tháng. Hoàn toàn cởi mở. Giống như cái câu chuyện mà người thiếu phụ năm xương đó. Thì cái anh ta đi lính. Cô này ở nhà và đứa con hỏi là ba đi đâu. Thì cái cô này nói là trên bóng
cái bóng lên tường á. Dạ. Ba con buổi đêm về. Dạ. Thì khi ông chồng đi lính về thì cái đứa con nó nói lại cho ba nó nghe. Thì dạ. Ba nó nghi ngờ rằng là dạ. Cái vợ của mình quan hệ mỗi đêm có người về. Ba mỗi người đêm về. Dạ. Thì cái tri giác sai lầm về người vợ dạ. cứ hóa như vậy mà vợ giải thích không nghe. Dạ. Thì lúc nào đó là bỏ vợ và cô ta đau khổ qua từ từ chết. Dạ. Như vậy á, trong mỗi chúng ta ai cũng có những tri giác hiểu lầm về nhau. Dạ. Vì vậy cho nên mình phải cần có nửa tháng hoặc một tuần ngồi lại với dạ. nhau. Vâng, cảm ơn Thầy Viên Ngộ, cảm ơn Hiền Lương. Rất cảm ơn sự chia sẻ về giới tu hành. Và các bạn trẻ phải qua đây tạo rút bài học rồi ạ. Đừng có bám vào hình tướng, không, vật chất nhiều quá. Và an là cư tại tâm, an tâm. Và tài sản lớn nhất của đời người là tài năng. Và câu của Nguyễn Du nói là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Rồi, xin cảm ơn Thầy. Cảm ơn Hiền Lương.